Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của mình. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ tiền vệ đó là Wirathep. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm tiền vệ người Thái Lan Wirathep trong eFootball 2024 Mobi. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì các cầu thủ của đội bóng của chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục áo đỏ quần đỏ, còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo xanh quần trắng. Đây là một cơ hội tấn công và vừa rồi là một cú dứt điểm về phía khung thành của đội bạn. Đây là Wirathep Pompan và vừa rồi là pha dứt điểm ghi bàn. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 dành đến cho đội bóng của chúng ta và người lập công chính là Wirathep Pompan. Anh đã có bàn thắng đầu tiên trong ngày ra mắt của chính mình trên kênh của mình. Đây là cơ hội tiếp theo, người đang có bóng đó là Wirathep Pompan và tiếp tục là một pha ra chân tương đối hay. Cú dứt điểm vừa rồi đã mang về bàn thắng tiếp theo và là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành đến cho đội bóng của chúng ta. Pha dứt điểm là tương đối hay của Wirathep Pompan. Tình huống giao bóng của đội bạn Upamecano là người có đường truyền, đấy là Kylian Mbappe. Thì pha xử lý tương đối hay và bình tĩnh, đường truyền dành đến cho Rabiot. Và qua người là tương đối tốt của Rabiot. Đấy là tình huống căng ngang, vừa rồi là một tình huống phản xạ xuất thần của thủ môn bên phía đối phương. Đấy là Subasa Chaidut. Đây là cơ hội để cho đội bạn có cho mình bàn thắng. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của đội bóng áo đỏ và đây là tình huống tấn công Subhachok Sarachat vừa có một pha phối hợp với lại Wirathep Pompan. Và vừa rồi thì cú dứt điểm chưa thể mang về bàn thắng thứ 3 dành đến cho đội bóng của chúng ta. Konate là người vừa có pha chuyền bóng lên. Đây là Anton Wisman. Thời gian đang trôi rất nhanh về những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên và liệu rằng đội bạn có kịp thời để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 hay không. Vừa nói xong thì đội bạn đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 40. Người lập công đó là Rabiot. Đấy là tình huống giao bóng của các cầu thủ bên phía chúng ta và cách biệt bây giờ chỉ còn là một bàn. Liệu rằng chúng ta có thể bảo toàn tỷ số này cho tới hết hiệp 1 hay không. Vừa rồi là một pha dứt điểm rất đáng chú ý, bóng đi sát sao so với cột dọc khung thành. Và phát bóng lên là của Mikel Maigan, người đang có bóng đó là Konate. Bóng đang trong chân của Bodin Fala và đây là Subhachok Sarachat. Pha xử lý và triển khai bóng cực kỳ bình tĩnh. Cú dứt điểm cuối cùng lại chạm chân hậu vệ đối phương và đi hết đường biên ngang. Và đá phạt góc là của Theraton Bunmathan. Cú dứt điểm vào góc hẹp vừa rồi chưa thành công. Bóng nằm gọn trong tay của Mikel Maigan. Đây là pha ném bóng phát bóng lên của thủ thành đội bạn. Và như vậy hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 2-1. Và xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ 2 để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm Wirathep Pompan cùng với lại mình nha. Hy vọng trong hiệp 2 thì Wirathep Pompan sẽ có thêm cho mình những bàn thắng và vừa rồi là một pha dứt điểm của Kylian Mbappe. Anh đã có một cú ra chân bóng đi cao hơn so với sàng ngang khung thành. Đây là Pavas, người đang có bóng đó là các cầu thủ của chúng ta. Sufanat là người có bóng nào. Một pha chuyền bóng rất hay dành đến cho Subhachok Sarachat. Nhưng rất tiếc vừa rồi thì Subhachok Sarachat đã rơi vào tư thế việt vị. Đấy, tiếp tục là một cơ hội dành đến cho đội bóng áo đỏ. Wirathep Pompan có đường chuyền dành đến cho Podim Pala. Và vừa rồi là pha dứt điểm của Subhachok Sarachat. Bóng tiếp tục tới cái chân của các cầu thủ áo đỏ và đây là một pha dứt điểm chưa thành công. Theraton Bunmathan là người có đường chuyền dành đến cho Subhachai. Đây là Sufanat, cơ hội để cho chúng ta có bàn nhưng còn đó là sự xuất sắc của hậu vệ Pavas. Người đang có bóng đó là Sarachat, một pha xoay người dứt điểm tương đối tốt của Sarachat. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa tới. Đây là pha phát bóng lên của Mikel Maigan. Upamecano là người có pha chuyền bóng lên và đây là Sufanat. Bóng đang trong chân của Wirathep Pompan. Đây là một đường chuyền dành đến cho Sarachat, cú dứt điểm vừa rồi. Bóng chưa thể qua được đôi tay của thủ môn đội bạn. Người đang có bóng đó là Mbappe, pha qua người là tương đối tốt của Mbappe. Đây là tình huống đi bóng nào, tình huống căng ngang rất hay, cú dứt điểm vừa rồi thiếu chút nữa đã mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2. Rất đáng tiếc khi mà bóng chưa đi vào lưới của Piawat. Đây là các cầu thủ bên phía đội bạn, tiếp tục là Colomuani, lần này thì pha dứt điểm lại đi cao hơn so với sàng ngang. Rất nhiều cơ hội đã được đội bạn tạo ra, thì nhìn thì bàn thắng thứ hai vẫn chưa tới. Và 4 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Colomuani là người có bóng nào, một pha đi bóng tương đối tự tin. Sau đó là một cú dứt điểm lên trời. Và đây là pha phát bóng lên của Pitiwat Khamai. Nicolas Mikkelsen là người có đường chuyền. Và thời gian thi đấu không còn nhiều. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của Wirathep Pompan đã kết thúc với tỷ số 2-1. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Bye bye anh em.